Trang du lịch đặt phòng Booking.com vừa công bố danh sách các thành phố tại Việt Nam phù hợp cho du khách yêu thích đạp xe, trong đó thủ đô Hà Nội được đánh giá là điểm đến lý tưởng nhất. Với những con phố cổ và các khu di tích lịch sử, Hà Nội trở thành nơi thú vị cho việc khám phá bằng xe đạp. Thay vì di chuyển bằng ô tô hay xe máy như trước đây, du khách ngày nay càng ưa chuộng việc khám phá Hà Nội bằng xe đạp. Điều này không chỉ giúp họ khám phá một cách chậm rãi và sâu sắc hơn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và môi trường. Theo chia sẻ của các du khách và nhà tổ chức tour, du lịch xe đạp ở Hà Nội không chỉ là một trải nghiệm thú vị, mà còn là cách để hiểu sâu hơn về văn hóa và di sản của thủ đô. Tour đêm Thăng Long Hà Nội là một ví dụ điển hình, đưa du khách đi qua các điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố với các hoạt động về lịch sử và ẩm thực. Những hoạt động này cũng phù hợp với chiến lược phát triển du lịch xanh của Việt Nam, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường. Với sự phát triển mạnh mẽ của du lịch xe đạp, Hà Nội đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho du khách quốc tế và trong nước, những ai muốn khám phá thành phố một cách mới mẻ và gần gũi hơn.